Chào mừng các con, chào mừng anh chị đến với khóa học ôn hè. Đây là lớp ôn hè dành cho lớp 3 lên 4 nha. Lớp 3 lên 4 nha, các con lưu ý nha, đây là lớp 3 lên 4. Nếu mà đúng các con đang học lớp 3 lên 4 sẽ ra lên nào. Giơ lên nếu con học đúng là lớp 3 lên 4. Chuẩn chưa? Ok rồi. Để thầy xác định rằng là không có bị nhầm lớp, được chưa? Rồi, và trong cái chương trình này chúng ta sẽ ôn theo chủ đề, ôn lại theo chủ đề nhé. Nào, chúng ta sẽ test test và khi mà các con làm tốt phần này, yên tâm, thầy sẽ nâng cấp cho các con. Nha. Chúng ta có tổng thời lượng là mấy buổi có biết không? Tổng mấy buổi? Có biết không? Còn không ạ? Không biết à? Ôi, các mẹ tuyệt vời đấy. Các mẹ khi đăng ký một lớp học nào không nào, các mẹ hãy hỏi bao nhiêu buổi. Lớp của chúng ta sẽ học trong vòng 10 buổi nhá. Được chưa? 10 buổi. Và chúng ta học chương trình này đó là ôn theo chủ đề. Được không? Và khi mà hết cái tài liệu này, các con làm tốt phiếu phiếu này, thầy sẽ nâng cấp cho chúng ta lên một cái level mới. Được không? Giơ tay nếu đồng ý với thầy. Đằng nào chúng ta cũng tiến lên, chúng ta hãy tiến thẳng về phía trước. Đúng không? Đằng nào chúng ta cũng tiến lên, hãy tiến thẳng về phía trước. Rồi, vào việc luôn này. Nào, số này ở đây là bao nhiêu? Xin mời Hoàng Quân, đây là bao nhiêu? Con thưa thầy là 405 Ở đây sẽ là 405, đúng không? Thế thì ở đây sẽ là mấy? Đây là mấy đây? Đây là đây là 400 ạ. 4 thôi. 4 thôi à. Bởi vì nó 4 là 400, đây là có trăm hoặc đây là 44 rồi. Đây là mấy? Đây là không chụp ạ. Không. Đây là 5 đơn vị ạ. Dạ. Đấy. Rồi. Ở đây là 8 5 4. Thế đây là mấy? Đây. Phú, đây là mấy? Đây là 8 ạ. Ờ 8. Đây là mấy? Đây là 5 ạ. 5. Đây là mà là 4. Đây là 4 ạ. Đúng rồi. Chỗ này sẽ là bao nhiêu? Phú nhỉ? 854 ạ. 854. Rất là chính xác luôn nhá, thầy khen các con. À tuyệt vời. Đấy, hãy nhớ lại cái cách mình đọc số, cái cách mà mình viết số nha. Nào ở dưới đây. Hoàng Quân, số này là bao nhiêu? Đây. Ông thưa thầy là 541 ạ. 541 đúng nào. Chỗ này đọc là như nào? Quân. Đọc là 541 541. ạ. 41. Có từ 10 nhá. 541. Thế nào? Rồi ở dưới này là bao nhiêu đây? Phú. Ở dưới đây là 365 ạ. À 300 65. Rồi. Đây là mấy đây? Phú. Đây là 3. Đây là 3. Đây là mấy? 6 ạ. 6. Đây là mấy? 5 ạ. 5. Rồi, ok. Thế thì ngày hôm nay các con mà chưa có kịp in cái tài liệu này, khi mà có bố mẹ in cho con tài liệu này thì xong các con làm lại cho thầy. Đồng ý không? Nhá. Đây là bắt buộc đấy nhá. Đây là bắt buộc. Thầy tặng các con nghe câu nói này. Nào. Phải nhớ rằng là luyện tức là rèn luyện đấy. Hiểu không? Luyện thì rèn luyện mới tạo ra được là kim cương. Có hiểu ý thế nào? Có hiểu không? Điều gì sẽ xảy ra nếu như mình không ôn luyện? Mình không thể vững được, đúng không nào? Đúng không? Cho nên là hãy ôn luyện, hãy rèn luyện cho bản thân mình. Rèn luyện bản thân mình. Rèn luyện bản thân mình. Rèn luyện bản thân mình. Rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện. Và cứ như vậy, các con sẽ là nâng lên, nâng lên, nâng lên, nâng lên. Nó sẽ nhanh chóng thôi. Nhá. Rồi, chúng ta đến câu số 2 nào.
Nào, số này đọc là gì? Quân. Con được thầy là 405 ạ. À, 405. Thế số này gồm mấy trăm mấy chục của mấy đơn vị nào? Con được thầy là số này gồm 400. À, gồm là 400 Không chục và 5 đơn vị ạ. ông chục và 5 đơn vị. Nào, số gồm 620 và một đơn vị viết là như nào? Phú. Con thưa thầy, số gồm 620 và một đơn vị là 621 ạ. 621. Đọc như nào? Đọc là gì? Đọc là 621. 621. Ok. Rồi. Hoàng Quân viết số này. Con thưa thầy, số 125 viết là một, số 1, số 1, 2 2, 5. và số 5. Số này gồm có mấy trăm? Tôi có 120 và 5 đơn vị ạ. 120 và 5 đơn vị. Ok. Bây giờ nhìn vào mẫu này, dạng bài mẫu này làm được không? Ok không? Rồi, nào số này. Chúng ta sẽ làm mẫu thôi. Những câu này thầy nghĩ rằng nếu mà các con thấy rằng là dễ nhá, thì chúng ta sẽ nâng dần và nâng nhanh hơn. Thì thời gian còn lại của những buổi tiếp theo thầy sẽ nâng cho con một cái chương trình, một cái level tư duy cao hơn. Do ta lên nó đồng ý với thầy. Đồng ý không? Nhưng với điều kiện và cam kết là phải hoàn thành cho thầy và chụp ảnh để gửi cho thầy chấm nhá. Nhá. Phải hoàn thành hết nhá. Hết phần bài tập về nhà, sau đó thì chụp ảnh để gửi thầy chấm nhá. Rồi, nào câu này là một câu thôi. Những câu còn lại bài tập về nhà. Xin mời câu A. Chu Huy Phú. Con cho thầy câu A là 800 cộng cộng 20 cộng 5 ạ. 800 cộng 20 cộng 5. Được chưa? Rồi. Ở những câu còn lại có vướng mắc gì không? Không có mắc gì đúng không? Ok. Thế thì sẽ phần về nhà sẽ tự làm câu B, câu C, câu D nhá. Tự làm lấy nhá. Nào. Câu 4. Hoàng Quân cho thầy. Chúng Con ta thưa làm câu thầy, A thôi. các số tròn trăm lớn hơn 400 và nhỏ hơn 1.000 là 500, 600, 700, 800 và 900. 500, 600. 600, 700, 800, 900. Hết chưa? Rồi ạ. À, tại sao phải là 1.000? Tại vì nhìn nó bằng số của nó rồi ạ. À, bởi vì yêu cầu là nhỏ hơn 1.000. Còn nếu 1.000 là bằng số này. Câu B, câu C làm được không? Làm được không? Cái này để ý đây cho thầy là tròn trục có mấy số đây? Ba chữ số. Tròn trục 3 số nhỏ hơn 160. Bắt đầu từ bao nhiêu? Có thể bắt đầu từ 110 ạ. Huy Phú, bắt đầu từ bao nhiêu? Bắt đầu từ 110 ạ. Số tròn trục có 3 chữ số. Số tròn trục có 3 chữ số mà nhỏ hơn 160. Có thật là từ 110 không? Thầy bảo là 100 có được không? Tại sao phải là 100? Bởi vì 100 là số tròn trăm rồi ạ. Thế 100 là 10 chục được không? Một trăm có phải 10 chục không? Có. Thế thì 10 chục vẫn thế thì được rồi. Có đúng không Quân nhỉ? Đúng không? Hiểu, con có hiểu ý không? 10 chục thì bằng 100. Hay 100 là chính là 10 chục. Bằng 100 là số 3 số. Vậy chúng ta có 100, 110. Đấy, bắt đầu vào
sẽ gặp những câu vướng mắc đúng không? 120, 130, 140, hết chưa? 150. Phú và Quân hiểu này chưa? Ok chưa? Được. Nhớ nha, 100 nó là số tròn trục, nó là 10 trục nhá. Rồi, đấy. Trông thế thôi nhưng mà cũng không phải, để mà đảm bảo chính xác hết thì cũng không dễ dàng gì đúng không? Nào, tiếp. Câu này easy rồi đúng không? Ba chữ số giống nhau. A nằm giữa, thiếu dấu huyền này. Nằm giữa hai số này là số nào? Xin mời Hoàng Quân. Con thưa thầy là 222, 333, 414 và cuối cùng là 555 ạ. Ok, chuẩn rồi, chính xác luôn. Huy Phú ok chưa? Ok chưa? Rồi ạ. Các số có 3 chữ số giống nhau mà giữa 200 và 600 là 222, 333, 444 và 555. Rồi, đúng rồi. Nào. Nhưng chỗ này có gặp vướng gì không? Số liền trước của 390 là số nào? Quân. Bật mic lên, các con bật hết mic lên. Thầy thầy gọi nhanh và trả lời nhanh đấy. Không Con có gian để thể chơi đâu. là 389 ạ. 389. Bật hết mic lên. Chú làm nhanh mà. Nào, số liền trước của số này là bao nhiêu? Quân. Có thể là 799 ạ. Ok, 799. Rồi, Phú, cô B. Con tôi tên là 276 ạ. Ok, 276. Số này. Đây là 901 ạ. 901. Ok. Cái này. Quân. Con lớp Số thầy liền trước, của số lớn nhất ba số khác nhau. bà có thể là 987 ạ. Chắc không? Phú. Con thưa thầy là 986 ạ. Tại sao? Vì sao? 987. Nào. 987. 987 là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Còn yêu cầu của bài toán của chúng ta là số liền trước, của số lớn nhất có 3 số khác nhau, tức là phải là số liền trước của số này. Có phải không Quân nhỉ? Quân hiểu ý không? Quân ơi, Quân hiểu ý không? Phải là số liền trước số này chứ. Vậy phải là 986. À. Quân hiểu chưa? Quân đẹp trai hiểu chưa? Rồi, ok đấy, vừa đẹp trai thông minh nữa. Rồi, bây giờ nhìn tiếp nào. Xin mời câu dưới này. Phú. Con tự thấy câu dưới này là tự thấy là 103. Số liền trước, nhá. À, Quân ra bao nhiêu? Bạn Phú ra Con tự thấy 103. là 102, à không, số trừ thì nó có 3 chữ số khác nhau. À. Con cho thầy là 100 ạ. Thấy đó. 100 à? Chắc không? Không Đây. ạ. Bạn bạn Phú thì ra là 103. Đây thử để đây, thầy giảng Phú đây, 103. Còn bạn Quân thì là ra là 400 à? Nào nghĩ lại xem nào. Nghĩ lại nhanh. Nào 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 nào. Số liền trước của số nhỏ nhất. Bây giờ cho thầy biết số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là số nào đã. Quân Có nói thể đi. là 102 ạ, là 102. Đúng. 102 là số nhỏ nhất có 3 số khác nhau. Thế số liền trước của số nó là số nào? Bao nhiêu? Là số 101 ạ.
Ôi giỏi lắm, wow, 101 vỗ tay, tuyệt vời, xuất sắc, like. Biết like nào, giơ tay lên, giơ tay lên, like nào không? Không, dung dung này, tuyệt vời. Đấy, ok. Các con thân mến, có một từ, từ khóa rất quan trọng ở đây là, nào, từ khóa quan trọng đây là gì? Đọc kỹ để, đồng ý không? Đúng không con, đúng không? Đúng không? Phú đẹp trai, quê đẹp trai, hiểu ý không? Hả? Mình đọc cái đề chứ. Bởi vì là đọc cái đề là cách để giúp cho mình trở nên chắc chắn hơn. Và từ tư duy này nó sẽ dẫn đến cho con làm những việc trong cuộc sống hàng ngày. Mình sẽ đưa ra những quyết định nhanh và chính xác. Con hiểu ý không? Ừ. Nào, hôm vừa rồi thầy có việc xong thầy chạy về Ninh Bình. Thầy có ghé vào một cái cửa hàng bán thịt dê ở bên đường ấy, dê dê tươi, dê sống. Họ ấy bảo là thầy hỏi cái này giá bao nhiêu tiền? Bạn bảo họ cứ bảo là 320.000 1 kg. Đấy. Có một người khác vừa đến, thầy đến trước nha, xong họ đến sau, họ hỏi cái này bao nhiêu tiền, cô kia chưa kịp nói, thầy quyết định luôn lấy cho anh phần này, thế là cắt một phần, một nửa con, xong. Điều này có nghĩa là chúng ta cần có một tư duy nhanh và chính xác. Nó mình hiểu ý không? Không chần chừ nha, đừng chần chừ. Rồi, quay trở lại câu D. Nào, trả lời nhanh cho thầy. Số liền trước. Câu này căng này. Nào, số liền trước của số lớn nhất có 3 chữ số giống nhau. Đầu tiên phải tìm số lớn nhất đã. Số lớn nhất 3 chữ số giống nhau. Có thật là 999 ạ. Số lớn nhất 3 số giống nhau là 99. Thế từ đây mình sẽ suy ra được là số cần tìm là số nào? Ô là 998 ạ. 998. Wow, quá hay luôn, vỗ tay cho Minh Quân. À Hoàng Quân, xin lỗi, nhầm. Tuyệt vời. Đấy. Rồi, quá hay luôn, mình phải chính xác. Câu tiếp theo nào, xin mời Huy Phú, đẹp trai. Alo, Huy Phú ơi. Số liền trước của số nhỏ nhất. Thế xác định cho thầy nào. Số nhỏ nhất nào. Con thưa thầy, số nhỏ nhất có 3 chữ số giống nhau là 111 ạ. Thông minh nhỉ. Thế bây giờ số liền trước số nó là bao nhiêu? Là 110 ạ. 110. Đỉnh của đỉnh ơi. Tuyệt vời. Đúng không? Bắt đầu thấy tư duy của các em bắt đầu nhanh hơn dần rồi. Nào, hãy vận dụng kiến thức của các em. Hãy cho thầy biết câu số 6 này. Câu A. Hoàng Quân. Đọc đề xong trả lời luôn, nhanh. Câu A. Bắt đầu. Sau số 584, giá trị của chữ số 8 lớn hơn giá trị của chữ số 4 là, Vì có thưa thầy, là 76 đơn vị ạ. sao? Tại vì số 8 đấy là 80 đơn vị, còn số là 8 8 chục à 80 đơn vị, còn số 4 kia chỉ là 4 đơn vị thôi. Vậy là lớn hơn đúng không? Em trừ đi đúng không? Vâng Ôi tuyệt vời, xuất sắc. Nào xin mời Huy Phú, cô B. Con thưa thầy, câu B là Đọc, đọc, nó sẽ cho con tư duy. Bắt đầu. số 584 giá trị của số 8 con thưa thầy là câu C ạ. Bạn ấy tư duy tại sao ra câu C? Nào trả lời biết tại sao ra câu C? Vì sao? Vì số 80 là hàng chục và số 4 là số hàng đơn vị ạ. À, số 80 hàng chục có giá trị là 80, còn chữ số 4 có giá trị là 4. Bây giờ lớn gấp gấp phải làm phép tính gì nhỉ?
phải đặt phép tính chia. Chia tức là 80 chia 4 thì bằng là 20, chọn vào câu C. Hoàng Quân đẹp trai, hiểu này chưa? Ok chưa? Rồi, đấy, tuyệt vời. Hai bạn vỗ tay đi, vỗ tay. Wow. Hay quá, tuyệt vời. Hay không? Nào, comment xuống cho thầy, hay hay rất hay. Comment xuống nhá. Comment xuống, comment nhanh vào, ai comment trước? Đâu, không phải giơ tay đâu, phải comment xuống. Hay hay rất hay. Đâu, thử xem nào, xem ai comment trước. Ai comment được hay nhất? Bạn Hoàng Quân, Lê Quân bạn comment hay. Đó. Ok, hay rất hay, tuyệt vời. Bây giờ nhìn viết cho thầy nào. Vừa rồi thầy và các con đã cùng nhau đến với cái chủ đề số và chữ số đúng không? Đúng không? Rồi, trong chủ đề số và chữ số sẽ còn có rất nhiều những dạng toán khác và nâng cao tư duy hay hơn rất nhiều. Ai muốn học comment xuống. Comment xuống số 1. Nếu muốn học chương trình hay hơn. Chương trình hay hơn ở tư duy sâu hay đấy. Comment xuống số 1 nếu muốn học chương trình hay hơn. Rồi, ok. Rồi, tuyệt vời. Nhưng bây giờ chúng ta đến với chủ đề ngày trước. À, cái đó chúng ta sẽ được học ở trong một chương trình tiếp theo. Bây giờ nhìn thấy thầy chủ đề số 2. Ừ, thầy thấy này hay đấy. Học xong lớp 10 buổi này là các con vững vàng về tư duy từ cơ bản đến vừa sức rồi. Nào, điền dấu gì vào đây? Comment xuống. Điền comment xuống A, ví dụ như là comment. Thầy ví dụ nhá. Nào, ví dụ như là A này lớn hay là bé. Đúng không? Ví dụ thế. Rồi. Xong rồi là B là gì? Rồi comment xuống. Thấy chưa? Nào xem nào, xem comment chuẩn không nào. Huy Phú là dùng bằng điện thoại đúng không con? Vâng ạ. À điện thoại thì gõ hơi hơi lâu ấy nhỉ. Rồi không sao, chúng ta cố gắng. Ôi được nửa thời gian này kìa, còn một nửa nữa. Thế thì cho con xem máy tính ạ. Được, nhất trí. Nhanh tay nếu không không kịp. Cẩn thận nhá, cẩn thận. Xong chưa? Rồi nào, nếu như mà comment lâu thì có lẽ là chúng ta dừng cái việc comment lại. Thành như thế nó sẽ nhanh hơn cho các em. Nào xin mời câu số 1. Trả lời nhanh, thầy hỗ trợ các em cho nhanh. Phú, câu A. Bắt đầu. Con này câu A là dấu lớn á. Ừ. Vậy sao? Con thật là dấu nhỏ không phải dấu lớn ạ. À, dấu nhỏ, vì sao lại dấu nhỏ? Vì sao lại dấu nhỏ? Vì 675 nhỏ hơn 657 ạ. Sao À 657? 657 con đang bị nhầm nhầm đấy bạn, đang bị nhầm ấy, đừng bị thế thôi, bởi vì chữ số hàng trăm giống nhau rồi này, hiểu không? Vậy thì sao thấy chữ số hàng chục là năm Anh với nhìn bảy, Phú hiểu chưa? thấy Rồi không sao không sao không sao, bình tĩnh không sao. Nào bây giờ nhìn tiếp cô B Quân, con có thể là giờ lớn á. đâu lớn vì sao? Tại vì 208 lớn hơn 194 ạ. À, bởi vì là hai sẽ giữ hàng trăm Lớn hơn mà lại 1. lớn hơn một, thấy chưa? Vâng. Rồi câu C Phú, Con cho thầy câu C là dấu bằng ạ. à, cái này ai cũng biết rồi đúng không? Ôi tuyệt vời. Nào bây giờ sắp xếp cho thầy câu số 2 nào. Bạn Quân làm câu A, bạn Phú làm câu B. Nhanh tay. Comment xuống nha, comment nha, comment. Comment xuống. Làm chuẩn nhá. Rồi, ok. Phải nói rằng là thầy rất là vui khi mà thầy dạy cho các em. Nào, xin mời. Chúng ta cùng đến với câu số 4.
Nào, bật mic. Phú ơi, bật mic. Quân cho tôi biết câu 4. A. Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Con thưa thầy là 987 ạ. Chuẩn chưa, Phú? Con thưa thầy là thưa thầy là đúng rồi ạ. Đúng rồi, chuẩn rồi. Câu B, Phú, ra bao nhiêu? Con thưa thầy là 102 ạ. Đúng chưa Quân? Con thưa thầy là đúng rồi ạ. Nào Quân, câu C. Con thưa thầy là số lớn nhất có ba chữ số là 999 ạ. Đúng chưa Phú? Con thưa thầy là đúng rồi ạ. Nào, Phú về câu D. Con thưa thầy là 100 ạ. Rồi, chuẩn rồi. Quân ơi, cho thầy câu E nào. Quân đọc câu Con E thưa và làm thầy, luôn. số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và chữ số 200 bằng 9. Số 200 Thôi để ý ba này. Hôm sau khi làm một vở này, làm phiếu này, gạch chân này, nhỏ nhất 3 chữ số khác nhau. Chữ số hàng trăm bằng 9. dư. Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà khác nhau. Chữ số hàng trăm bằng 9. Comment xuống xem bao nhiêu, xem kết quả giống nhau không? Comment xuống nào, comment xuống. Comment xuống. Thú, comment ra bao nhiêu? Nhỏ nhất 3 số khác nhau. Chữ số hàng trăm 9. Wow, tuyệt vời, xuất sắc. Phải nói rằng là quá là xuất sắc luôn. 901, chuẩn rồi. Đấy nha. Wow. Phần tiếp theo này. Phần tiếp theo là phần mà các con cần có kỹ năng. Mở giấy nháp ra. Mở nháp ra. Và làm cho thầy câu số 5, số 6. Câu này phải cần phải có cái sự tính toán cẩn thận lắm này. Nào cẩn thận nha. Ba chứ. Cái này là thích hợp nha. Thích hợp nha. Cái này nó đang bị thầy nghĩ nó bị lỗi này. Điền cái dấu lớn, bé hoặc bằng. Dạ. Dấu thích hợp ấy. Và cuối cùng chọn. Thầy cho 4 phút để làm câu 5 và câu 6. 4 phút nhá. Bắt đầu. Để ý cho thầy nhá. Tao làm câu 5 trước nào. Alo. Thằng Quân. Câu 5. Thưa Tiền giống thầy, gì? câu 5 phần A là bằng ạ. Bằng à? Lấy Vâng. này 2 4 2 bằng 8 này. Cái này chia bằng 8 này, xong đều cộng với 346 rồi suy ra cái này nó bằng này. Vâng ạ. Hiểu ý không? Mình không cần phải tính hết. Đúng không? Đúng không? Có hiểu ý không? Chúng ta không cần phải tính hết. Bằng tư duy và trí tuệ thông minh của chúng ta sẽ làm được mà không cần tính hết. Nào xin mời. Huy Phú, câu B. Con thưa thầy, câu B là Cô B làm nào? con thưa thầy, câu B là dấu nhỏ, Vì sao dấu lại bé. để dấu nhỏ? Tại sao để dấu bé? Con thưa thầy, vì 36 chia cho 4 bằng 9, 9 chia cho 3 bằng 3, còn Bên nào? 20 tiêu 3 bằng 8, 8 chia cho 2 bằng 4 ạ. Ok, chuẩn rồi. Con ơi, con hiểu cái cách làm ở đây không?
Cái phương pháp đây là gì? Đó là con sẽ phải tính lần lượt từ trái sang phải. Hiểu ý không? Phương pháp ở đây đó là tính từ trái sang phải. Hiểu chưa? Tính từ trái sang phải. Hiểu không? Rồi, ok. Nào. Làm nhanh thầy câu C và câu D. À, câu C, câu D nhá. Đây là câu D này. À, đây nó sẽ bị nhảy C tiếp này. Câu C và câu D nhá. Rồi, nào xin mời. Nhanh tay để thầy test luôn. Các em xong câu số 5 chưa? Xong chưa? Rồi ạ. Thú ơi, xong câu CD chưa? Rồi nào, test câu C nào. Xin mời, Hoàng Quân, câu C. À, thầy có C là lớn hơn ạ. Vì sao lớn hơn? Sự Vì sao? Vì sao thì lớn hơn? thầy là vì Cái này là 35 đúng không? một bên Để viết số lên đây vì nhá. đang là 7 bằng 35, còn bên kia là 4 x 6 bằng 16 ạ. 46 bằng 24 chứ. À, 16 24 ạ. Rồi. Nhưng bên đây là 338. Còn bên này là 349. Vâng, Hiểu thì không? biết 319 thì hơn, lớn hơn ạ. Tại vì 319 lớn hơn 338 ạ. Đây, 349. Hiểu không? Còn bên đây là bao nhiêu? 3 338 ạ. 38. Thấy không? Thì đây sẽ được là ba mấy? 362 à? Rồi mà 62. Rồi, bên này là mấy? Bên đấy là con thưa thầy là bên bên đấy đồng chí ba 384 ạ. 38 84. Ok. Như vậy phải điền dấu lớn ở đây. Alo Phú ơi, Xong ok cho con. rồi ạ. Thấy chưa, chuẩn chưa? Rồi, đấy. Rồi, câu D, xin mời Phú. Con chưa thấy câu D là rồi bé hơn ạ. Tại sao để cho bé? Vì 2 nhân với 3 bằng 6, 6 nhân về 4 bằng 24. Còn bên cạnh là 2 nhân về 4 bằng 8. 8 nhân với 5 bằng 40 ạ. Ok, thank you. Chúc mừng con. Phòng quân hiểu cái này chưa con? Hiểu cái này không? Ok, vậy thì cái này nó cũng đang là mình vẫn là tính từ trái sang phải. Con hiểu ý chưa? Còn ở trước đây phải lưu ý là nhân trước xong rồi cộng. Rồi, ok. Nào bây giờ tiếp tục làm thành câu số 6 đi nào. Câu 6 nha. Nào nhanh tay. Câu Tôi có 6. làm bài sáng xong rồi ạ. 6 xong rồi. Quân xong rồi 6 chưa? Nghe một chút, thầy dành cho 1 phút nữa nhé, 1 phút nữa. Phú kiểm tra lại, Quân làm nhanh tay nào. Rồi nào, chúng ta cùng chữa câu 6A nào, xin mời thầy 6 cái này đi cho nó ổn, đỡ 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 rối đã. Đây, thầy đang để kết quả thôi, để các con có cần dùng đến. Thấy chưa? Rồi, ok. Câu 6A nào, xin mời Phú. Con chưa thầy là dấu bé. Tại sao chỉ dấu bé? Vì 117 cộng vì 117 cộng với 189 bằng 306. Rồi 852 trừ đi 306 bằng bằng 500 bằng 540 bằng 546 ạ. Rồi, xong xong nữa. Rồi 546 bé hơn 852 ạ. À, con đang tính làm theo cách đó là con tính trong ngoặc trước đúng không? Đúng Vâng. không? Tính trong ngoặc trước sau đó trừ đi ra đúng không? Đúng không? Vâng. Và bên này thì phải tính lần lượt từ trái sang phải đúng không? Nào, thế bây giờ thầy hỏi Hoàng Quân. Hoàng Quân có cách nào khác cho câu này không? Đó.
Thằng Quân chưa nghĩ ra, đúng không? Có đúng rồi không? Thế bây giờ giơ tay lên nếu như mà muốn học cách khách mới. Thế chỉ cách mới. Tập trung rất hay, nhìn đây. Tư duy rất hay này. Thầy câu này thầy cũng không cần phải tính đâu. Nhìn nhá. Thầy vẫn chốt được ở đây là dấu bé. Bây giờ tại sao? Nhìn này. Hãy hình dung thế này. Bạn Phú nhá. Bạn Phú mua dùng 117.000 đi mua bim bim. Đúng không? Xong lại dùng 189.000 đi mua xúc xích. Như vậy tổng số tiền nên bị trừ đi ở đây là từng này. Ban đầu có từng này, hiểu ý không? Hiểu ý chưa? Nhưng bây giờ ấy, bạn Quân ấy, bạn cũng có là từng này tiền, nhưng mà là chỉ có trừ đi cái tiền mà mua bim bim thôi. Đúng không? Nhưng bạn lại được cho thêm 187.000. Thấy không? Như vậy suy ra bên này lớn hơn rồi. Tức là gì thưa bé? Bởi vì chỗ này này. Đây là trừ đi cả cái cụm này mà. Trừ cả cái này lên. Còn đây cứ trừ một cái thôi xong lại cộng thêm vào. Phú ơi, hiểu cái này không chưa con? Hiểu chưa? Ừ, con hiểu rồi ạ. Nếu làm tư duy như này thì mình không cần phải tính lần lượt nữa. Comment xuống, hay hay rất hay nào. Comment xuống, comment xuống, hay hay rất hay. Ồ, ok, hay đúng không? Rất hay đúng không? Rồi, tuyệt vời. Bây giờ nhìn thấy cô B này. Cô B này, cô B mới hay này. Cô B mới hay đỉnh cao này. À, cô B nhá, xin mời. Hoàng Quân, đến dấu gì? Con tự thấy là bằng ạ. Con hãy giải thích cho thầy tại sao lại bằng. Nhanh lên một chút nào. Con tự thấy tại vì Tại sao? Con tính lần lượt đúng không? vâng. Đúng rồi. Huy Phú tính có tính lần lượt không? Có tính lần lượt không? Rồi, bây giờ giơ tay lên nếu muốn học một cách tư duy mới. Giơ tay lên. Thanh niên là phải giơ tay lên luôn để học cách mới. Bây giờ nhìn nhá. Chúng ta từ đây thấy rằng này, 4 nhân 246 chia 2 thì nó chính bằng là 4 chia cho 2 xong rồi nhân với 246. Thì nó chính là bằng 4 nhân với 246 chia cho 2. Điều này có nghĩa là viết xuống thành công thức như này. A nhân với B chia cho M thì bằng là A nhân với mở đơn P chia M với điều kiện là B chia cho M. Được chưa? Và cái này nó vẫn bằng thế này này. Cái này nó cũng bằng là A chia cho M nhân với B. Được chưa? Với điều kiện là chúng chia hết cho nhau. Đấy, đây là công thức. Không phải ai cũng biết nha. Tuyệt vời chưa? Minh Quân thấy tuyệt vời không? Ok. Rồi, đấy là công thức nha, ghi công thức lại. Rồi bây giờ nhìn tiếp thành câu C này, giải quyết nốt câu C câu D chúng ta nghỉ này. Nào. Đây. Cái này phải thực hiện trong ngoặc trước, tức là phải này chia cho 9. Đúng không? Hiểu ý không? Cái này thì là phải liên quan đến nhân chia và dấu ngoặc này phải là chia cho 9 thì được 30 đúng không? Hiểu ý không? Cái này là bằng 90 đúng không? 90 mà cộng với 6 nữa bằng 96 đúng Rõ vào nhé, rồi lúc xem thì rõ Minh, ràng chúng mình điền vào dấu bé. Phú hiểu chỗ rõ này chưa con? Minh Hoàng, à, Hoàng Quân đẹp trai hiểu chưa? bé. Ok chưa? Đấy, mình phải học cách để mà mình tư duy nhanh hơn. Tôi bảo sao đấy. Rồi, bây giờ nhìn tiếp nữa thầy. Thầy để cái này lên đây. Công thức này viết xong chưa? Ok nhé, thế bỏ đi nhé. Rồi, bây giờ câu cuối cùng.
Nào câu cuối cùng, ai làm câu cuối cùng này? Xin mời. Ai là giới cứu? Xin mời Hoàng Quân câu này. Đưa tay Huy Phú. Nhanh tay. đi. Con chưa thấy câu này. Câu này là dầu dầu bé. Tại sao đến cho bé? Vì sao? Con thưa thầy, vì 324 chia cho 6 ở trong phần đóng ngoặc thì bằng 54, và phần bên cạnh là 324 chia cho 2 bằng 162 nhân với 3 bằng bằng Rồi dừng lại, dừng lại, dừng lại. 486 ạ. Rồi dừng lại. Thank you. Chúng ta chỉ cần tư duy như nào, chỉ cần đến đâu mình có thể dư đưa ra được kết luận. Bây giờ nhìn nhá, 2 nhân 3 tính trong đằng trước, ok chuẩn đây này. 324 chia cho 6 bằng 54, ok chính xác đây này. Chuẩn chưa? Rồi nhìn tiếp, bên này, này. Chỉ cần thực hiện đến một bước thôi. 324 chia 2 là 162. 162 đã lớn hơn 54 rồi. Vậy 162 là còn nhân thêm 3 nữa, vậy thì chắc chắn là điền cho bé. Huy Phú thấy hiểu thấy nhanh hơn không? Có. Hay không? Có. Đấy, Hoàng Quân, ok chưa con? Thấy anh chưa? Nhá, mình sẽ học cách mà mình tư duy nhanh hơn. Viết xuống để tặng cho lớp mình câu nói này. Để vận dụng cho chính cuộc đời của mình trong học tập và cuộc sống để tiến về phía trước. Viết xuống câu này, đó là đằng nào cũng học phải học trước tốt hơn. Nha. Rồi viết câu này và sau đó thì là dán vào cái khu nhá, dán vào cái khu học tập ấy. Đây viết xuống đây là thầy Nam TP, đằng nào cũng học học trước tốt hơn, dán vào khu học tập nhá, để nhắc nhở mình sẽ phải hoàn thành bài trước trước khi đi chơi, đúng không? Hoàn thành bài trước trước khi ăn. Thế à? Ăn trí tuệ tốt hơn là ăn thứ khác. Xong chưa? Finish. Rồi bây giờ nghe thầy dặn này. Hẹn nha. Về nhà chuẩn bị trước cho thầy chủ đề phép tính. Ôn lại từ cơ bản đến vừa sức và tư duy cao hơn một chút. Yeah. Sau đó làm cái đề ôn tập này. Được chưa? Làm đề này. Tóm lại là rõ ràng làm với thầy luôn từ trang bao nhiêu đây để thầy xem nào. Làm từ trang 5 nhá. Trang 5 đến rồi làm trang 5 đến trang 11 nha, được chưa? Làm từ trang 5 trang 1, nếu như có còn thời gian làm tiếp từ trang 12 nha. Rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn các con đã tham gia trọn vẹn buổi học ngày hôm nay nha. À, và cho thầy hỏi là có bao nhiêu bạn trong số hai bạn ở đây là ngày hôm nay học mình thấy học được rất nhiều điều thú vị cho đây lên, đúng không? Tuyệt vời đúng không? Hãy đọc kỹ đề bài, hãy nhớ cho thầy đằng nào cũng học học trước tốt hơn, học kỹ làm kỹ tư duy chuẩn chính xác thì mọi việc tốt đẹp, đúng không? Rồi thưởng cho chính bản thân mình một tràng vỗ tay cho một buổi tối tuyệt vời, vỗ to vào đúng không? Rồi. Rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn các em, hẹn lại anh chị và con ở buổi sau nhé, bye bye, hẹn lại, Nè thầy, rồi chào con, con chào thầy. rồi chào anh chị.